Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Lucy Channel. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 54 của series Lucy giải cứu xứ sở thần tiên. Ê, Lucy được lên level 27 rồi. Được nhà làm game tặng cho cái bình hoa đẹp quá hả? Ui, Lucy thích bình hoa này quá. Thôi, chúng ta lại tiếp tục nhiệm vụ thôi chú Huỳnh Tỷ Phú ơi. Nhiệm vụ gì vậy chú quên mất tiêu rồi. Như ở tập 53, còn có kể rồi đó chú. Wally đang bị hư cái ổ cứng bộ nhớ rồi. Mà bây giờ không có sửa được á, là Wally sẽ bị đứng im luôn và ngưng hoạt động. Mà ngưng hoạt động thì Wally chỉ còn là cái cục sắt vụn bỏ thùng rác thôi à. Hả, nghiêm trọng như vậy? Vậy thì mình phải làm nhanh thôi. Dạ, bởi vậy mới nói. Đây, chú cho thêm nè, vài cục khoáng sắt nữa nè. Bây giờ mình còn bao nhiêu nữa? Còn đến 60 khoáng sắt nữa lận. Ở tập trước thì mình mới tìm được có 60 khoáng sắt thôi. Tập này mình phải tìm thêm nữa. Vậy mình nhanh tay lên thôi. Ý, một em cá sấu cute màu vàng đang chạy bên kia kìa. Mấy bạn ơi, Lucy thích mang em cá sấu cute này về làm thú cưng quá à. Mình đi đâu nó đi theo á, cho vui. Dễ thôi, muốn cá sấu cute làm thú cưng cho mình á, thì chỉ cần cho nó ăn tôm hùm, món ăn yêu thích nhất của nó đó, rồi cho ăn 3-4 lần, nó thấy mình quen, nó hết sợ nữa là nó đi theo mình thôi. Ôi trời, tôm hùm là siêu hiếm luôn á. Câu hoài mà cũng không có bao giờ được đâu. Thì bởi vậy mới gọi là khó chứ. Mà để chú nói cho nghe nha, cá sấu cute á không giống như cá sấu ngoài đời đâu, mà nó rất là nhút nhát. Khi mà nó sợ hãi, nó nhìn chậm chậm vô người mình á, thì mình phải đứng yên, đừng làm cho nó sợ như không. Rồi khi mà nó bình thường trở lại á, thì mình mới đến gần nó được. Vậy là lúc đó là mình tới mình bắt nó, mình đem về làm thú cưng hả chú? Không, đâu có dễ vậy đâu. Mình phải thật là khéo léo, làm sao cho nó nằm ngửa ra thì mới bắt được. Ý chú ơi, ở cái hồ này nó có cái vòng tròn nè. Cái vòng tròn màu cam này là vòng tròn siêu hiếm đó. Hy vọng là con tôm hùm. Đâu, chờ xem. 1, 2, 3, kéo lên. Wow, trời ơi, con tôm hùm nặng 1 kg luôn. Ui, bữa nay mình hên thiệt. Ở hiền gặp lành mấy bạn ơi. Dễ gì mà câu được con tôm hùm này. Ui, lại một em cá sấu cute màu xanh kìa. Trời ơi, đúng là nó nhát quá, nó bỏ nó chạy mất tiêu rồi. Chứ không là cho nó ăn con tôm hùm mình mới bắt được rồi. Ý, một em màu vàng kìa, kìa nó kìa. Trời ơi, nó nhát quá, nó bỏ chạy rồi. Ý, nó dừng lại. Ui, nó dừng lại, nó nhìn con rồi kìa chú. Nó đang sợ hãi đó, mình đứng im đi. Wally, trời ơi. Ơi là Wally là robot nên nó không sợ. Giờ mình làm gì nữa chú? Thì nó đang sợ hãi, nó nhìn mình mà, mình phải đứng im bất động. À, rồi cái này giống như trò chơi làm tượng quá chú ơi. Giống trò chơi con mực trong Squid Game đó. Thiệt luôn, khi nó bình thường trở lại cái mình đi, còn khi mà nó ngước lên nó nhìn mình á là mình phải đứng im. Lucy đang chơi trò Squid Game này mấy bạn ơi. Ôi trời, nó lại sợ quá, nó chạy nữa rồi. Dừng lại. Dạ. Ui, nó dừng rồi kìa. Ngoan đi, chị cho ăn tôm hùm nè. Rồi. Nó cứ nó ngóc đầu lên, nó nhìn mình là mình phải đứng im nha mấy bạn. Còn nó bình thường xuống là mình được đi. Rồi, mình tới gần được nó một xíu rồi nè. Mấy bạn thấy cá sấu cute dễ thương không? Đúng y như cái tên của nó luôn, nó rất là cute. Siêu dễ thương. Rồi, tới gần thêm xíu nữa là được rồi đó. Nó bình thường với Lucy rồi kìa, nó không sợ nữa. Đây, cho em một con tôm hùm nè. Tôm hùm này là mới câu. Còn Lucy còn một con nữa. Ở mấy tập trước Lucy câu được á, đang để trong ba lô nè. Ăn giỏ đi chị cho thêm. Wow, nó thích quá, nó tặng cho mình một cái túi ba gang luôn kìa. Gì vậy ta? Dễ thương quá à. Thôi, mà cái da nó màu vàng, y như vàng luôn á mấy bạn. Đẹp quá. Đâu, để bây giờ mình coi túi ba gang của em ấy cho mình là cái gì nha. Wow, một cái sticker mà hình cánh bướm. Cảm ơn em nha. Đây, chúng ta lại tiếp tục thu thập thôi. Đi đào sắt nè mấy bạn ơi. Khó thiệt chứ. Tính ra Lucy mới có làm quen được với em rùa, em sóc, em thỏ à.
chứ mấy em đó cũng chưa theo Lucy để làm thú cưng nữa. Thì Lucy cũng đang làm quen với em cá sấu cute đó. Dạ. Mà cá sấu cute này á, nó có đến 6 loại lận. Màu xanh nè, màu vàng, màu trắng, màu đen, màu đỏ và màu cam. Quá nhiều vậy hả chú vịt? Đúng rồi, nó xuất hiện theo mùa rồi theo giờ nữa. Tùy giờ nào mà nó ra màu đó nữa nha. Ví dụ như sau này Lucy mà muốn em cá sấu cute màu vàng theo mình thì phải đi đúng cái giờ nào đó thì cá sấu cute màu vàng mới xuất hiện. Hả? À, khó quá vậy. Đúng rồi. À quên, để chú nói cho nghe nha. Cá sấu á hay quên lắm. Qua ngày hôm sau á là nó sẽ quên hết à. Cho nên á mình đợi qua ngày hôm sau mình cho nó ăn tiếp một lần nữa thì để mình nhắc lại trí nhớ cho nó. Chứ mà cho ăn liên tục trong một ngày không có tác dụng gì đâu. Mà còn uổng nữa, bởi vì tôm hùm bắt khó lắm. À vậy hả chú? Vậy mến xíu nữa hồi nãy con cho em cá sấu cute màu vàng ăn hai con tôm hùm luôn rồi. Ừ, tôm hùm câu khó lắm. Mình phải từ từ. Đợi khi nào cá sấu quên nó, mình cho nó ăn lại, mình mới nhắc cho nó nhớ lại mình. Nó mới nhớ mình là người quen của nó, thì sau này nó mới đi theo mình. Dạ con hiểu rồi. Các bạn ơi, Lucy thi học kỳ xong và đã nghỉ hè rồi. Lucy chúc mấy bạn có kỳ nghỉ hè vui vẻ và được đi chơi nhiều nơi nha. Lucy cũng cố gắng làm thật là nhiều video để cho các bạn xem giải trí trong mùa hè này. Mấy bạn nhớ đăng ký thành viên và nhấn nút like video này nha. Lucy đợi mấy bạn. Ui trời ơi, em cá sấu cute màu vàng xuất hiện lại rồi kìa. Đó, nó quen với Lucy rồi đó. Vậy bây giờ mình làm sao nữa đây? Cho ăn tôm hùm nữa hả chú? Không không, hồi nãy chú nói rồi đó. Cho ăn nữa uổng lắm, bởi vì em cá sấu cute. Đợi qua ngày mai hãy cho ăn. À nhớ rồi, vậy thôi cho em ăn trái chanh nè. Trời ơi, chua quá. Trời, trời ơi. Trái chanh nó chua quá, em cá sấu cute chịu không nổi bỏ trốn luôn rồi mấy bạn ơi. Thôi thôi, bây giờ chắc là cũng đủ khoáng sắt rồi đó. Mình về mình chế tạo ra cục sắt với lại sửa ổ cứng bộ nhớ cho Wally luôn đi. Được 8 cục sắt luôn nè. Hên quá, hên quá. Dạ đủ rồi mấy bạn. Được 8 cục sắt. Từ 8 cục sắt này mình sẽ chế tạo ra những cái ốc vít để sửa ổ cứng. Mấy bạn thấy Lucy đi đào sắt nhanh như vậy trong vòng 2 tập à. Nhưng mà thật ra Lucy chơi đến 5-6 tiếng là mới đào đủ á mấy bạn. Mấy bạn thấy thương Lucy ghê chưa? Lucy cực khổ lắm đó. Ai thấy thương Lucy thì nhớ nhấn nút like video này nha. Nút thích đó, cái ngón tay đưa lên á. Và biết bình luận gửi cho Lucy mỗi ngày nè. Lucy sẽ đọc hết những bình luận của mấy bạn đó. Rồi, cuối cùng thì cũng đã sửa xong cái ổ cứng bộ nhớ cho Wally rồi. Bây giờ mình sẽ mang đến cho Wally. Nếu mà không kịp, Wally có thể biến thành cái cục sắt luôn, bởi vì không còn hoạt động được nữa. Ui, lúa của Lucy cũng đã chín rồi nè. Mấy cây lúa mấy bạn, nó ra cái những cái hạt á, nó nặng trĩu, nó quẹo xuống kìa. Rồi về á, mình mới thu hoạch, rồi mình chà vỏ nó ra thì nó mới thành hạt gạo để mình nấu cơm á. Nhà mấy bạn nào mà có trồng lúa là mấy bạn sẽ biết điều này đi nha. Đâu rồi, Wally đâu rồi, Wally đâu rồi? Wally đây, Wally đây. Lucy ơi, lâu quá không gặp. Lucy, tặng cho Lucy món quà yêu thích nhất của Wally nè. Khoan khoan khoan, Lucy sửa xong được cái bộ nhớ cho Wally rồi nè, gắn vô đi. Wow, yeah, yeah. Ôi, gắn cái bộ nhớ vô, Wally khỏe mạnh hơn hẳn luôn. Cảm ơn Lucy nhiều. Nếu không có Lucy, chắc Wally sẽ biến thành một cái cục sắt bự, thiệt là bự và vô dụng, bị người ta bỏ vô thùng rác quá. Thôi không sao, không sao, mình đã sửa xong rồi mà. Nè nè, tặng cho Lucy món cái thứ mà Wally yêu thích nhất nè. Đó là chiếc giày có trồng cái cây. Thôi Wally trồng đi. Bây giờ đi theo Lucy đi thu hoạch lúa nè. Ok ok. Wow, Mona lại bắt rất là nhiều cá luôn mấy bạn ơi. Được 6 con nữa nè, có thêm con mực nữa đó. Cảm ơn Mona nha. Đó mấy bạn thấy không, bây giờ Mona và Wally mỗi người sẽ đi bắt cá nè, rồi người thì trồng trọt đem về cho Lucy để Lucy bán, là Lucy sẽ có thêm tiền rồi, có thêm thu nhập để nâng cấp cho mấy bạn đó. Ai trước khi thu hoạch lúa, Lucy sẽ bán bớt đồ đi để cho cái ba lô thiệt là trống, để một hồi mình thu hoạch lúa cho đủ. Rồi ok ok, cảm ơn Goofy nha. Rồi bây giờ mình sẽ thu hoạch thôi. Wally ơi, chuẩn bị bắt đầu nè.
Wow, nhà mấy bạn nào mà ở dưới quê á, có trồng lúa thì sẽ biết được đây là cây lúa nè. Đó, khi thu hoạch á, những cái bông lúa nè á, nó là màu vàng. Và mình sẽ cho vào cái máy để nó sẽ tạo ra thành những cái hạt lúa, không còn nguyên cái bông như thế này nữa. Rồi khi mà mình muốn ăn cơm thì mình phải dùng một cái máy để cho nó tách cái vỏ của cái hạt lúa ra, chỉ còn hạt gạo thôi thì mình mới nấu cơm được. Ý, một mảnh vỡ hình ảnh. Bức tranh này là con hươu cao cổ. À, của vua sư tử. Phim vua sư tử á, mấy bạn coi chưa? Phim đó hay lắm luôn á. Rồi, mình lại thu hoạch tiếp thôi. Ui, mấy bạn thấy không? Nghề nghiệp của Wally là trồng trọt mà. Nên khi Lucy trồng trọt á, Wally á tăng lên ngôi sao rất là nhanh luôn nè. Đã chưa? Có ai thấy em thú cưng heo của mình không? Heo thú cưng của Lucy đang đùa giỡn ở trong những cái cây lúa kìa. Ê Lucy, Lucy, Wally lên level 7 luôn rồi nè. Tặng cho Lucy 1000 đó. Cảm ơn, cảm ơn. Với cái tiến triển này á, thì Lucy có thể sẽ trở thành người giàu nhất trong game này thôi mấy bạn ơi. Bởi vì á, Lucy đã có được Wally thì trồng trọt giùm nè, rồi Mona thì đi bắt cá giùm, là đã bán được nhiều thứ nè. Rồi Lucy còn có những mảnh vườn to như thế này nữa, mỗi lần bán ra được rất là nhiều tiền luôn. Các bạn nói là sao Lucy nhiều tiền mà không sửa nhà đi đúng không? Thì Lucy cũng có nâng cấp nhà của mình lên một xíu rồi. Nhưng mà tại vì Lucy còn phải bận đi giải cứu những cái nhân vật khác trong chuyện cổ tích nữa, cho nên Lucy muốn để dành tiền đó để đi cứu mấy bạn đó. Còn nhà Lucy thì từ từ sẽ làm sao. Các bạn đợi nha, Lucy sẽ mời vào nhà để uống nước, ăn bánh nha. Yeah, mình lên level 8 rồi. Tặng cho Lucy những bức tranh treo tường trong nhà nè. Cảm ơn, cảm ơn. Đó, mấy bạn thấy chưa, Lucy được tặng rất là nhiều đồ luôn. Wow, lúa đột biến kìa. Lượm 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 lượm. Wow, đã quá đã quá. Lucy thích nhất là được gặp những cái cây đột biến này. Mình thu hoạch được rất là nhiều luôn. Nặng chưa Lucy? Đem đi bán bớt đi. Lucy biết rồi. Để Lucy đem qua cửa tiệm của Goofy để bán đã. Anh Goofy ơi, Goofy bạn đâu rồi? Ê đây đây, Lucy muốn bán hay muốn mua? Chắc chắn là bán rồi. Wow, Lucy nhiều lúa quá vậy. Tại vì Lucy mới vừa thu hoạch đó. Nhưng mà bây giờ Lucy không có bán hết, mà chừa lại 50 lúa. Ủa chừa lại để làm gì? Để làm ra gạo rồi sau đó làm sushi. À, sushi là món ăn Nhật Bản đó. Món đó thì ngon tuyệt vời. Mà Lucy có biết làm không? Biết chứ. Mấy món ăn Nhật Bản Lucy biết làm hết á. Lucy ơi, bây giờ mình làm gì nữa đây? Thu hoạch xong rồi, cảm ơn Wally nha. Wally có thể về khu vườn của mình để chăm sóc rồi. Bây giờ Lucy phải đi mua hạt giống đã, trời mưa rồi. Hả? À, cái tiệm này chỉ có lúa và ớt chuông à. Đâu đâu để mình nâng cấp lên để coi có hạt giống mới không nha. Cần 7.500 đó Lucy. Dạ, nâng cấp cái tiệm này lên. Ý, nó ra hạt giống mới kìa. Hạt giống của củ hành. Được á, được á. Lucy ơi, muốn mua hay muốn bán vậy? Lucy muốn mua hạt giống của cái củ hành. À, củ hành này hả? 50 đồng một hạt giống lận. Được rồi, Lucy mua. Chứ ớt chuông và lúa Lucy đã từng trồng rồi. Lucy muốn trồng cái củ hành để cho mấy bạn xem. Ok, ok.